Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý huynh đệ tăng ni và quý Phật tử học viên, hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh cũng đơn giản thôi. Buổi hôm nay chúng ta học hai bài kinh đều gọn hết. Nếu mà chúng ta không có cà kê dê ngọn, không giảng rộng ra thì thậm chí hai bài kinh giảng trong hai tiết cũng hết nữa. Nhưng mà giảng vậy thì hơi gấp đối với tăng ni và quý vị cư sĩ, cho nên thôi thì giảng từ từ. Cho nên tuy là kinh Trung Bộ là kinh vừa, nhưng cũng có nhiều bài kinh nội dung nó rất là rộng. Có nhiều nội dung bài kinh nó vừa vừa thôi, chúng ta có thể xử lý nhanh được. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 71, kinh dạy Vách Gia của ta về Tam Minh. Như vậy ngay cái tựa đề là kinh đã lột tả được cái nội dung mà chúng ta muốn học, tức là dạy cho một ngoại đạo Bà La Môn, một du sĩ ngoại đạo tên là Vách Gia của ta, về cái nội dung là Tam Minh. Một vấn đề được đặt ở đây, sở dĩ sư chọn cái bài này là bởi vì một số kinh điển đại thừa sử dụng cái khái niệm nhất thiết trí để chỉ cho cái trí tuệ hiểu biết hết tất cả, mà chỉ cho cái trí tuệ này của Đức Thế Tôn. Thì trong kinh này cũng nói đến vấn đề này, mà nói như thế nào để chúng ta thấy được cái thái độ của Đức Phật khi được người khác khen, chê, hoặc là người ta nhận định về mình. Mình có một cái thái độ khách quan, chứ không phải như chúng ta thông thường mà ai mà khen mình là mình mừng dữ lắm. Tâm lý như chúng ta, ai khen mình là mình mừng, mặc dù những cái phẩm chất tốt đẹp đó chưa hẳn là mình có. Hoặc là ai khen mình thông minh trí huệ gì đó, chưa chắc mình đạt được đến cái trình độ nhận thức tốt như vậy, mình có một trí tuệ siêu việt như vậy, nhưng mình vẫn im lặng mỉm cười chấp nhận. Còn Đức Như Lai Thế Tôn có những điều người ta tán thán, Đức Phật im lặng chấp nhận. Có những điều người ta tán thán, chưa hẳn là Đức Phật chấp nhận. Cho nên cuộc đời Đức Phật là thể hiện một cái gì đó nó hết sức là khách quan. Những gì ai phản ánh đúng về mình thì Đức Phật im lặng, nhưng mà ai phản ánh không đúng, dĩ nhiên là có nhiều trường hợp phần lớn Đức Phật im lặng thôi, Đức Phật không có đôi co. Nhưng mà khi cần đính chính thì Đức Phật cũng đính chính như thế này như thế kia. Như vậy thì cái bài kinh dạy Vách Gia của ta về Tam Minh đã liên hệ đến cái khái niệm và nội dung mà sư vừa nói, đó là Tam Minh. Như vậy thì bài kinh này dạy như thế nào? Nội dung cũng khá đơn giản thôi. Nội dung đó là nội dung chính. Còn một cái nội dung phụ nữa, nó đến kèm, là cái nội dung những người cư sĩ có đoạn trừ được các kiết sử phiền não không? Và đối với những người mà chưa đoạn trừ kiết sử phiền não có sanh thiên không? Đó là một cái nội dung thứ hai. Mang tính thứ yếu thôi, nhưng mà cũng là khá quan trọng. Cho nên cái bài kinh dạy Vách Gia của ta về Tam Minh nó liên hệ đến phần nhận thức là chính. Có những bài kinh nó liên hệ đến pháp hành,
học để hành trì mới hiểu. Có những bài kinh gì về nhận thức, như bài kinh này nó thuộc cái nhóm chủ đề là nhận thức luận Phật giáo. Nhưng mà cái bài kinh thứ hai, kinh mà chúng ta sẽ học, tiểu kinh giáo giới là Hầu La 147, thì vừa nhận thức mà cũng vừa cái hành trì. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học hai bài kinh này, bài kinh nào cũng ngắn hết á, nhưng dài. Có nhiều bài kinh nếu chúng ta mà không biết sắp xếp thời gian thì học 4 tiết không đủ á. Nhưng mà hai bài kinh này thì học thông thả thôi. Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Vesali. Vesali hay là Vesali thì mấy cái từ này thuộc về văn học Pali hay Sanskrit thôi. Phần lớn chữ này là chữ Pali. Còn chữ Sanskrit là Vesali. Nhiều khi như một số chữ viết chỉ có chữ H, nhất là Anh Hóa. Còn nếu viết Sanskrit á, vai xa không có S, không có H đây. Nhưng nhiều sách tiếng Anh viết có chữ H, vai xa lì, Bali là V xa lì. Cũng một địa điểm đó thôi. Cho nên chúng ta học kinh Phật á, có một số từ lẫn lộn giữa Bali, Sanskrit mà chưa nói tới Prakrit nữa. Nên quý vị khi nói tới tiếng Phạn là quý vị nói cho rõ, đừng nói tiếng Phạn chung chung. Tiếng Phạn ai biết tiếng Phạn nào? Bali cũng là tiếng Phạn à, Sanskrit là cũng tiếng Phạn à. Rồi chưa nói tới Sanskrit có là Sanskrit là nguyên bản, rồi Sanskrit lai tạo, hai gọi là hybrid Sanskrit, Sanskrit lai tạo. Sanskrit và La Môn nó khác với Sanskrit của thời kỳ Phương Quảng, thời kỳ Đại Thừa sau này. Rồi có một loại ngôn ngữ nữa, Prakrit, là ngôn ngữ ví dụ như là kinh Na Tiên Tỳ Khưu chẳng hạn, đã viết ở Bắc Ấn, nhưng mà không sử dụng ngôn ngữ Sanskrit này. Cho nên nói tiếng Phạn, nhiều anh em chúng ta cứ nói tiếng Phạn do ảnh hưởng Trung Hoa. Trung Hoa đó tiếng Phạn là chỉ do tiếng Ấn Độ đó. Nhưng mà không biết cái ngôn ngữ nào chúng ta cứ quy về là Sanskrit hết. Nhưng đến cái thời đại chúng ta biết là ngôn ngữ Ấn Độ được truyền, được mà ghi lại, tức là người xưa sử dụng ngôn ngữ Ấn Độ để ghi chép kinh văn, nó nhiều thể loại ngôn ngữ, trong đó có Pali ở Nam truyền, Sanskrit ở Bắc truyền, còn có là Prakrit nữa. Ngôn ngữ Prakrit. Cho nên khi nói quý vị nói nhiều tiếng Phạn lại bao gồm các thể loại, tốt hơn là quý vị nói rõ Pali nó cái gì, Sanskrit nó cái gì, Prakrit nó cái gì. Đừng có nói tiếng Phạn, Phạn chung chung lúc. Tiếng Phạn đã bị ảnh hưởng Trung Hoa, có nói gì tiếng Phạn. Mà không biết là cái tác phẩm này bằng cái nguyên tác nó, bằng ngôn ngữ gì. Đến cái thời đại chúng ta được học rộng, học sâu, chúng ta biết được cái tác phẩm này thuộc về văn học Sanskrit đây, để văn học Pali đây, văn học Prakrit đây. Còn ngày xưa có nói tiếng Phạn là chỉ cho cái ngôn ngữ Ấn Độ. Nên quý vị phải lưu ý chỗ này, không phải tiếng Phạn là chỉ cho cái ngôn ngữ Sanskrit không đâu. Mà sau này ta phân loại, tạm phân loại đây, ta nói Nam Phạn là Pali, tức là gì? Ngôn ngữ đem về phương Nam, ngôn ngữ kinh văn đem về phương Nam, gọi Nam Phạn. Thật ra chữ Nam Phạn chữ Bắc Phạn chỉ cho là cái ngôn ngữ được sử dụng phương Bắc, thật ra còn không hẳn là chính xác. Tại vì ở tại Ấn Độ, Nam Bắc đều sử dụng Nam, tiếng Pali có, Sanskrit có, Prakrit có. Cho nên thưa quý vị, chúng ta học gọi là văn hệ Pali. Văn điển chúng ta đương học là Pali, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương ương Tăng Chi, Tiểu Bộ, Pali, hoặc là bảy bộ luận của Nam truyền Pali. Cho nên thuộc Pali. Nên viết như chữ V, Sali là tiếng Pali đó, phiên âm là Tỳ Sali. Cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là thống nhất. Có một số chỗ dịch là Tỳ Gia Ly. Tỳ Gia Ly là phần lớn kinh điển Hán Tạng Đại Thừa. Cho nên Tỳ Xá Ly, Tỳ Gia Ly cũng là một thôi. Rừng Đại Lâm,
tại Kutaga Rasala, tức giảng đường Trùng Cát, tức là tại một cái giảng đường mà được cất bởi nhiều gỗ lắm thưa quý vị, mà rất đẹp, giống như lầu cát vậy đó, gọi là giảng đường Trùng Cát. Ở tại đây có một cái khu rừng rất rộng, rậm, gọi là Đại Lâm. Lúc bấy giờ du sĩ ngoại đạo Vajjakota ở tại Eka Bunarika, vườn các du sĩ ngoại đạo. Ở tại Vesali này là trú xứ của Mahavira, mà mình dịch sang là đại hùng nữa quý vị, là ông giống như ông tổ của trường phái Nigantha Nataputta, tức là trường phái Ni Cần Tử. Ông sinh tại nơi đây. Bây giờ đó, khi chúng ta đến tham quan ở tại này, nếu chúng ta không có thời gian thì chúng ta chỉ nên đến thăm nơi ngày xưa chôn xá lợi Đức Phật, sau này Vasuka khai quật lên, hoặc là ở nơi mà Đức Phật đã từng ở, tức là ở nơi Trùng Cát giảng đường này, và nơi đó nó trở thành có một cái quần thể, bên cạnh là chư ni, ở khu vực chính là chư tăng, rồi nơi đó xây cái tháp thiệt lớn, mà còn lại cái trụ đá Asuka, trên đó là có để cái hình sư tử một đầu còn nguyên vẹn, quay về hướng bắc để dụ cho cái hình ảnh Đức Thế Tôn là đến tại nơi này và tuyên bố sẽ bỏ thọ mạng và hướng về Kusinaga nhập Niết Bàn. Phần lớn á, là trên các cái trụ đá là sư tử bốn đầu, ở tại đây sư tử một đầu còn nguyên vẹn. Mấy ngàn năm lịch sử trôi qua, trụ đá Yuasoka vẫn sừng sững trơ gan cùng tứ nghiệt. Một cái tháp thiệt lớn, cho rằng đó là người dân, người sau khi lấy được cái xá lợi, thỉnh được cái tháp đó cũng là cái tháp như là chia một phần xá lợi của tôn giả Ananda. Cho nên đến xung quanh đến cái tháp, cái khu Phật tích này, thì chúng ta cũng chưa xác định được nhiều điều lắm, vì quá khứ toàn là đặt ra giả thuyết rồi nghiên cứu thôi. Chúng ta không có thời gian đi thăm các cái trú xứ của ngoại đạo, mà sư Hoàng chẳng hạn, khi mà từng sống ở Ấn Độ, cho nên dành thời gian đến thăm, thì tại đây chúng ta thăm được cái nơi sanh của Mahavira. Và họ cũng dựng lập một cái di tích lịch sử khá là quy mô ở tại cái khu vực này. Cho nên tại Vasali này là một, tại Vương Xá là hai, tại Xá Vệ là ba. Đây là ba địa điểm mà một thờ Phật giáo và các tôn giáo ngoại đạo sống dục. Cho nên các vị thường qua lại lắm. Ở đây vào một buổi sáng nọ, Đức Thế Tôn, như cái truyền thống của chư Phật ba đời, Ngài nuôi cái thân mạng này theo cái truyền thống là khất thực hóa duyên. Thay vì để cho cư gia ba tánh tự nấu nướng, thì đã sanh ra nhiều cái vấn đề phức tạp và có thể dẫn đến ô nhiễm. Cho nên phần lớn chư tăng và hồi đó cả chư đê cũng vậy, phải sử dụng cái phương pháp được khất thực mỗi ngày, như là cái cách mà nuôi thân mạng này chân chánh nhất. Truyền thống ở đất nước chúng ta nó hạn chế, nó có, chúng ta không thiết lập được cái truyền thống này mạnh mẽ, bởi vì Phật giáo Bát Tông vào đầu tiên. Mà Phật giáo Bát Tông đầu tiên khi mà vào Trung Hoa, các thầy cũng khất thực nữa. Nhưng mà vào Trung Hoa, vào cái giai đoạn mà chế độ phong kiến quân chủ, rồi các thầy được người ta ủng hộ chùa chì nhiều, rồi từ đó dần dần cái truyền thống khất thực bị mất đi. Chứ nếu chúng ta thấy ở Thái Lan, Lào, Campuchia, những đất nước mà truyền thống của Theravada mà mạnh á, là cái việc đi khất thực nó trở thành một cái nếp sống rồi, sinh hoạt của chư tăng rồi. Cho nên là sáng các sư như giờ này cũng còn hơi sớm, khoảng 9 giờ đi khất thực, 9 giờ khất thực xong rồi khoảng 10 giờ tối đa về,
Mỗi ngày như vậy đi khoảng 3 cây số, đi cả đi lẫn về, vừa xin thực phẩm mà vừa dũng tập thể dục. Những vừa tập thể dục rồi vừa là để quá độ, đem cái hình ảnh của mình giới thiệu cho người cư gia ba tánh. Rồi cái ai mà ngay đó họ khởi lên cái tâm thiện, họ cúng dường, chứ không phải ai cũng cúng dường được đâu thưa quý vị. Quý như giống như chúng ta ngày nào tâm lý đâu phải cũng là lúc nào cũng ổn đâu, có ngày buồn, có ngày vui, ngày quan hỷ, ngày không quan hỷ, có ngày gặp ông sư quan hỷ, ngày gặp ông sư bực mình. Cho nên đi khất thực là những một cái phương pháp tiếp cận quần chúng và để giáo hóa cư gia ba tánh. Cho nên chúng ta đọc kinh Nguyên Điển cứ thấy lúc nào Đức Phật cũng buổi sáng ôm bát khất thực quả duyên. Mà một số kinh điển đại thừa cũng còn ở dấu vết này, như kinh Kim Cang chẳng hạn. Thì ở đây Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Vesali để khất thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: nay còn quá sớm để đi vào Vesali khất thực, ta hãy đi đến Eka Bundarika, vườn các du sĩ ngoại đạo. Đi đến du sĩ ngoại đạo Vajjakota, tức là ông này là ông giống như là lãnh đạo của cái trú xứ Eka Bundarika này. Rồi Thế Tôn đi đến Eka Bundarika, vườn các du sĩ ngoại đạo. Đi đến du sĩ ngoại đạo Vajjakota, du sĩ ngoại đạo Vajjakota thấy Thế Tôn từ đằng xa đi đến. Khi thấy vậy liền nói với Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến. Bạch Thế Tôn, thiện lai. Bạch Thế Tôn, thiện lai tức là lành thay đã đến, lai là đến. Bạch Thế Tôn, đã từ lâu Thế Tôn mới có dịp này, tức là đến tại đây. Bạch Thế Tôn, mời Thế Tôn ngồi, đây là chỗ đã soạn sẵn. Rất lịch sự. Cho nên trong cái truyền thống mà tu sĩ, thưa quý vị vô quý thầy, quý sư cô mà vô tới nhà quý vị mà không mời á, đứng lưng sững là phải tìm cách cáo đi về. Tức là họ không có quan ơn mình á. Mình vô nhà cư sĩ giáo hóa mà cư sĩ không có quan ơn á, là phải tìm cách cáo lui đi về. Mời mà không mời thì ngồi đúng cái chỗ vị trí nó phù hợp á, tức là để chủ nhà ngồi cái chỗ chính giữa chấm trệ, mình ngồi thứ yếu, không phải là tôn vinh bản ngã của mình, mà là để cái tôn vinh. Nếu mình không phải là cái người thầy hoặc người hướng dẫn hoặc người đáng tôn kính họ thì mình phải cáo lui về nữa. Mình không thể ngồi một bên mà họ ngồi chính giữa được. Lúc bây giờ mình mất đi cái vị thế để mà thuyết giảng kinh pháp làm thầy họ. Đi vô nhà cư sĩ mà họ nặng họ nhẹ hoặc là họ nói họ mắng xéo con cháu gì đó, nghe như thế là bất ổn, rồi phải cáo lui mà về. Đây là các cái học pháp của tỳ khưu và tỳ khưu ni, chứ không phải mà để đến độ mà cư sĩ họ phiền não mà họ thể hiện ra mặt. Cho nên người trí chúng ta phải biết ứng xử phù hợp. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật tới nơi nào phần lớn người ta cũng cung kính. Dĩ nhiên trong cái trường hợp, một vài trường hợp ngoại lệ, Đức Phật nhắm hóa độ người đó, lúc đầu họ cực đoan, họ chống đối, mình phải thực hiện hành kham nhẫn để cuối cùng đạt được cái mục tiêu của mình, đó là trường hợp khác nữa. Thì trong trường hợp này, khi Thế Tôn đến tại trú xứ Eka Bundarika, thì du sĩ ngoại đạo Vajjakota mới đem cái ghế thỉnh Đức Thế Tôn hãy ngồi trên một cái ghế đã soạn sẵn. Rồi Thế Tôn ngồi trên cái ghế ấy, du sĩ ngoại đạo Vajjakota lấy một cái thấp khác và ngồi xuống một bên. Rất lịch sự, không ngồi cao hơn. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ Vajjakota bạch Thế Tôn. Mình cũng tương tự như các thầy mà giờ tới nhà cư sĩ cũng mời vô ngồi cái chỗ nào nó trang nghiêm, nó sạch sẽ, chính giữa. Chứ còn mời mình tới nhà cư sĩ đưa ăn cơm ở nhà bếp, hay mời thầy xuống ngồi với nhà bếp chúng con luôn là thấy nguy hiểm rồi. Hoặc là nên vô nhé, gia đình ở đường cho coi tivi rầm rộ vậy đó. Hoặc là ngồi đánh bài, hoặc là ngồi đánh bài đây thấy mà mời thầy ngồi xuống chờ chúng con một chút, nguy hiểm rồi. Thật ra khi chúng ta học kinh là để chúng ta là đây chúng ta như một cái tấm gương lớn vậy đó. Rồi chúng ta là một cái hình ảnh nhỏ soi vào cái tấm gương lớn này.
để chúng ta thấy chúng ta như thế nào trong cái tấm gương vĩ đại của giáo pháp này, trong bối cảnh thực tế xã hội hiện nay như thế nào. Nên đôi khi giáo hoàng liên hệ để cho huynh đệ chúng ta có cái sự tác ý. Học kinh là để ứng dụng thực tế, để liên hệ đến thực tế. Cho nên cái phần ra câu hỏi thì lúc nào là học xong bài kinh này, quý vị đã ứng dụng bài kinh này như thế nào trong cuộc sống tu hành hoặc đời sống thường nhật của cư sĩ. Ví dụ đề thi vừa rồi qua bài kinh Tư Lượng, đúng không? Nhiều vị không biết được chữ nào luôn, giáo hoàng chấm hết bài rồi. Nhiều vị không chấm, nhiều vị không ghi được chữ nào luôn. Trời ơi, nhận xét rút ra cái bài học cho mình mà không làm được thì zero. Và cũng như vậy, những bài đã học thế nào sư hoàng cũng chọn ra một hai bài. Bác quý vị phải ghi ra cái nhận xét và ứng dụng như thế nào trong cái đời sống tăng ni chúng ta. Mô típ của sư hoàng ra đề là luôn luôn như vậy. Nhân đây sẵn nói luôn, kỳ tới ra là cho 10 điểm không không quý vị, hoặc là 10 điểm là tối thiểu, hoặc là cao hơn nữa 12 điểm, 12 điểm rưỡi. Có nhiều vị làm đạt chuẩn giáo hoàng cho 12 điểm rưỡi luôn, tức là một câu. Một câu là hãy tóm tắt một bài kinh mà không phải đã được dạy, mà quý vị đọc ở trong kinh Trung Bộ và kinh Đại Nguyện Tâm Đắc. Tóm tắt một bài kinh tâm đắc mà quý vị tự chọn mẫn ngạc đơn là chưa được kỳ giáo thờ hướng dẫn. Giống như câu này, câu cho không rồi, cho trước 10 điểm đến 12 điểm, đúng không? Ấy thế mà nhiều tăng ni cũng không làm luôn, nhiều cư sĩ cũng không làm luôn, chứng tỏ không học hành gì. Trách nhiệm, chưa có người nào làm tới đỉnh cao 25 điểm. Toàn bộ tăng ni không có, và cư sĩ không có người nào cho tới được làm điểm trọn 25 điểm phần trách nhiệm. Có nhiều vị làm 4 điểm, tức là đánh đại. Một câu làm nửa điểm, đánh đại sao nó trúng được 8 câu. Hoặc là không đánh đại thì cũng nghe được thầy giảng trên lớp, nhớ chút đỉnh. Cho nên quý vị phải lo học. Nhiều vị vừa đủ điểm đậu, nhiều vị bị thấp điểm, nhưng đợt này là không bị điểm liệt. Nhưng mà để cho quý vị mà được điểm 45 hầu như rất ít, chỉ một hai vị thôi. Tức là vừa trách nhiệm đã giỏi rồi, mà như quý vị mà mới nghe giáo hoàng nói đó, trách nhiệm làm không có gì nào là tròn 25 điểm đâu. Và phần tự luận được hai người là được 25 điểm. Chứ không phải là ai cũng làm được đâu. Vừa tự luận muốn làm được nghĩa là phải vừa mà vận dụng cái nguyên lý trong kinh rồi ứng dụng thực tế muốn được điểm cao chứ. Nhiều người ghi tóm tắt cái bài kinh Tư Lượng lại hết. Nhiều người nói vớ vẩn, linh tinh lang tang, không ứng dụng cái nguyên tắc gì ở trong cái bài kinh Tư Lượng, đem ra nói làm sao cho điểm được. Sư hoàng chấm điểm cũng hơi bị căng á. Đối với vị là chấm điểm thiệt chứ không phải giỡn chơi, nên là điểm là không cao được. Đợt này cũng vậy, cho quý vị 5 bài. Đợt trước là cho quý vị tự chọn, đợt này cho 5 bài bằng không, quý vị sẽ lấy lại bài cũ làm sao? Nếu hoàng mà cho tự do vậy, cái quý vị lấy lại bài cũ ghi vô, mấy công sư hoàng phải đối chiếu. Cho nên đợt này cho 5 bài mà quý vị về học, rồi quý vị sư hoàng cũng sẽ cho một câu là cho trước đó, để quý vị ít nhất là được là 10 điểm. Nếu quý vị làm bài bản tương đối là được 10 điểm rồi, nghĩa là không được 10 điểm có trước rồi đó. Nhưng mà được phép, tại vì 10 trên 50 thì như mong, thì cái đó là được. Còn 40 điểm kia là phải học, không biết ông thầy ra cái gì mà phải học hết. Cho nên chúng ta học thêm một buổi Trung Bộ Kinh nữa vào tuần sau, vào Chủ Nhật, để chúng ta giải đề của đợt trước, trách nhiệm đợt trước, giải đề 50 câu đợt trước. Và xin thưa trước là 50 câu đó vẫn được sử dụng một ít để đưa vào nội dung kỳ 2, bởi chúng ta đợt là thi tổng kết mà, đâu tới học 5 bài 7 bài đợt kia giữa kỳ thôi, mà đợt này thi cuối kỳ
được phép ôn hết toàn bộ. Do đó chúng ta sẽ học 4 tiết cuối vào Chủ nhật tuần sau. Lịch sư Hoàng đã kêu nhân viên văn phòng coi lại thử đủ giờ không, và đúng là chúng ta chỉ còn 4 tiết cuối tuần sau. Nếu hết giờ thì hôm nay sư Hoàng kết thúc, nhưng mà đã kiểm tra đã lên rồi là 4 tiết sau, 4 tiết vào Chủ nhật tuần sau chúng ta có giờ. Cho nên chúng ta ưu tiên một là giải đề 50 câu cho 50 câu của thi giữa kỳ, và còn thời gian sư Hoàng sẽ giới thiệu một số câu trắc nghiệm mẫu của cho cái kỳ thi tới, hoặc là học thêm cái gì đó. Nói tóm lại là chúng ta học còn thêm một buổi nữa. Và giáo hoàng cho trước 5 bài kinh mà quý vị về tự nghiên cứu, nhưng mà nhớ thầy Pháp An, thầy Minh Huy không được soạn, để tăng ni tự soạn. Bằng không tăng ni chỉ bám vào bài của các thầy, học bấy nhiêu không hề đọc kinh gốc, không biết tóm tắt, không được. Cho nên đợt này ít ra là 5 bài kinh này là không được soạn, để sinh viên tự suy sở lấy. Mà sự thật là hai thầy không làm thì cũng có tư liệu rồi. Tư liệu giàn ý kinh Trung Bộ của Hòa Thượng Minh Châu, tóm tắt kinh Trung Bộ của Ni Sư Trí Hải, tìm hiểu kinh Trung Bộ của Hòa Thượng Chân Thiện. Tư liệu đó quý vị tự về xử lý chứ. Nên đó là bài mà cứ giống nhau là sư Hoàng cho zero. Nói trước, bài nếu mà biết từ một nguồn nào mà giống nhau là cho zero. Phải tự mỗi người biết cách đặt vấn đề. Nếu mà giống nhau là sư Hoàng cho bài đó zero, khỏi chấm điểm. Năm bài đó như sau. Bài chúng ta là bài 71. Năm bài sau là từ 72 đến 76. Tức là kinh Vajjagotta về lửa, 72, 73 đại kinh Vajjagotta. Cho nên quý vị nghiên cứu cái ông này cho nó thấu đáo. Đây cái tiến trình kinh, kinh chúng ta hôm nay là bài đầu tiên. Còn kinh Vajjagotta về lửa, đại kinh Vajjagotta, chúng ta học hết 3 kinh này thôi là thấy cái tiến trình nhận thức của cái ông này về giáo pháp. Cho nên quý vị học thêm 2 kinh này tự học. Và bài 74, 75, 76 kinh Trường Trảo, gọi là hay còn gọi là Trường Trảo Phạm Chí đó, tức là ông cậu của ngài Xá Lợi Phất. Kinh Magandhiya cũng nói về một ngoại đạo. Kinh Sandaka cũng nói về một ngoại đạo. Như vậy 5 kinh này là nội dung là cuộc đối thoại của Đức Phật với các ngoại đạo hết. Cho nên quý vị chọn một trong 5 kinh này, sư cho sướng quá mà, phải không? Một trong 5 kinh này về tự nghiên cứu, tự tóm tắt, để rồi được nếu mà làm khá là 10 điểm, mà làm mà mỹ mãn nhiều phương diện là 12 điểm rưỡi. Cậu đã chờ trước á. Cho nên sinh viên nào tệ nhất thì cũng được 10 điểm cái này, cộng với câu trắc nghiệm không học bài nhớ ý chứ được 4-5 điểm nữa là cái tối thiểu. Cái đây là giá chót ấy. Thế mà sinh viên nhiều khi không tóm tắt được bài kinh. Cho nên zero, quả thật có nhiều người là để giấy trắng hoàn toàn zero đó. Đừng có nói rằng là sư cho một câu trước vậy, nhưng nhiều vị được 10 lắm. Rồi có 1-2 vị 11, có 1-2 vị 12. Đó, sư công bố sơ bộ về cái kết quả thi vừa rồi của huynh đệ. Cho nên huynh đệ chúng ta về tự học 5 bài kinh này, một trong 5 bài kinh này, để được là 10 điểm là tối thiểu. Mà phải viết đường hoàng mới 10, chứ nhiều người sư cho 5 điểm thôi. Bài kinh dài mà tóm tắt được cái 2 bài hàng thì sư cho 2 điểm, 3 điểm, 5 điểm, 7 điểm có hết. Cho nên có nhiều vị thì chép cũng dữ lắm thưa quý vị, cả 2 đôi. Nhưng mà sư coi thử cái nội dung viết gì trong đó, phải chịu khó đọc từng chữ cũng mệt ghê lắm thưa quý vị. Đọc qua chữ này nó còn đỡ hư mắt, còn đọc chữ mà quý vị viết hả,
Ủa là cái này phải mua thuốc mắt gì phải bổ dưỡng mắt á, mệt luôn á quý vị, không nói thật á, viết chữ quá xấu đọc không ra, mà chưa nói tới mà chính tả nữa. Mà thôi mình vui về sinh viên, chứ 98 lại sai quá đi, thiệt ra là không thể nào mà cho điểm cao được, phải trừ xuống hết. À, viết cẩu thả là một nè, viết sai 98 là hai nè, tóm tắt thiếu ý là ba nè. Cho nên nhiều khi một bài tóm tắt đã cho trước rồi mà nhiều khi được 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm, trung bình phần lớn 10 điểm. À, còn mấy gì mà học tệ quá thì mới xuống. Quý vị học xuất sắc lên trên thì được 11, 12, 12 rưỡi. Có nhiều vị là cho 12 rưỡi trọn luôn. À, thì thông báo như vậy để chi huynh đệ gì rảnh lo mà soạn bài đi, để mà tự học được một câu là 10 điểm quá ngon rồi. Có ông thầy nào mà cho sinh viên mà điểm trước vậy đâu. Cho nên năm bài kinh tiếp theo quý vị nhớ, hôm nay chúng ta học bài kinh 71, kinh dệ, tức là kinh Phật dệ Vách Cha của ta về tà mình. Thì chúng ta học tiếp theo là kinh Vách Cha của ta về lửa, đại kinh Vách Cha của ta, kinh Trường Tráo, kinh Mangariya, kinh Sandaka. Chúng ta trở lại bài chúng ta. Thì sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ Vách Cha của ta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến. À, ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi phải, khi ta đứng phải, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Lập lại nguyên văn: khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại và liên tục. Bạch Thế Tôn, những vị ấy nói về Thế Tôn có đúng với điều đã được nói. Những vị ấy không vu khống Thế Tôn với điều không thực, nhưng đã giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và không một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. Như vậy cái nội dung đặt ra ở đây là Đức Thế Tôn có phải là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến hay không, và cái tri kiến ấy được hiện hữu liên tục, được luôn tồn tại và hiểu liên tục hay không. Nếu chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa, ca ngợi Đức Như Lai Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến. Vậy thì nồng bao nhiêu đây là thấy có sự khác biệt rồi. Nhưng mà học không phải để chúng ta là phê phán, chỉ trích, chê bai. Chúng ta phải xác định cái tâm chúng ta trong quá trình học phải tu nha. Học phải tu, tu trong học. Học để nhận thức, nhận thức đúng, để chuyển hóa tâm của mình, nhận thức để chuyển hóa bộ não của chúng ta, chuyển hóa từng cái suy tư của chúng ta, chứ không phải học để chê bai, chỉ trích, chống đối. Cái này mà nhiều anh em chúng ta học xong rồi, học kinh văn ra nhiều xong rồi thấy chống đối, chỉ trích, chê bai, phỉ báng, mạ lị, làm gì? Nhất là thời đại này thì truyền thông thông tin muốn lên comment tầm bay tầm bạ không, rồi nhiều người là thô tục là chửi bới nữa, chứ còn rầu nó dễ dàng quá, nó dễ tuôn trào ra những cái chất độc tham sân si của mình đó. Nên quý thầy quý cô làm sao đừng có tham gia vô cái nhiễu loạn trời ơi này. Chứ còn tha thiết kêu gọi huynh đệ tăng ni và Phật tử chúng ta, nhiều Phật tử chúng ta tự cho rằng mình có hiểu biết rồi, tôi tốt nghiệp cử nhân Phật học rồi chứ bộ, tôi được đào tạo 4 năm ở học viện rồi chứ bộ, tôi tốt nghiệp là cử nhân khoa mấy, thạc sĩ vân vân, từ đó tưởng rằng mình biết hết. Xin lỗi quý vị, câu này đại ngôn. Học cả cuộc đời quý vị, đừng có nói học 4 năm. Nếu còn cho quý vị học 40 năm liên tục trên ghế nhà trường, đừng có nói là 4 năm. Cho rằng được dạy dỗ 40 năm trên ghế nhà trường, chưa chắc gì am hiểu hết lời Phật.
Bởi vì lời Phật đòi hỏi phải có hành trì, lời Phật phải có thể nghiệm, lời Phật phải có sự thẩm thấu mới hiểu thấu đáo. Chưa nói đến các quan điểm của các học thuyết bộ phái phát sinh sau này, các vị tổng hợp từ nhiều nguồn tri thức và đưa quan điểm cá nhân mình vào nữa. Mà quan điểm ấy có phù hợp với lời Phật gốc này hay không là một vấn đề cần phải quay lại. Cho nên giả như chúng ta được học trường, ở trong trường này đào tạo 40 năm liên tục, nhiều vị nói học 4 năm đủ rồi, dĩ nhiên là ai không có ai mà đủ cơm đủ bạn đủ cơm áo gạo tiền đủ tiền bạc đào tạo hoài, đào tạo bao nhiêu để giống như cung cấp cái phương pháp thôi. Giống như học kinh Trung Bộ 152 kinh này, giới thiệu một số kinh để tạo nên cái nguồn cảm hứng cho huynh đệ sau này học tiếp tự đọc mới là điều quan trọng. Truyền trao kiến thức chỉ là giai đoạn một, giúp đỡ cho quý vị, nâng đỡ cái cho quý vị tư duy, tức là phải tạo nên cái chất xúc tác để quý vị tư duy, đó là thứ hai. Thứ ba là tạo nên cái nguồn cảm hứng để học lâu dài, ứng dụng trong cuộc sống, đó là mục tiêu thứ ba. Chứ còn đâu phải học cái truyền trao mấy kiến thức này là xong. 152 kinh đây nói hết toàn bộ được cái tinh yếu của lời Phật dạy trong Trung Bộ chưa? Chúng ta học mấy bài kinh trong Trung Bộ, rồi Trung Bộ so với là kinh Tạng được là bao nhiêu? Cho nên là Sư Hoàng chỉ hy vọng rằng học xong đây rồi quý vị có được cái xúc tác, biết rằng thời gian lúc này mình đã hạn chế thời giờ quá không học, nhưng mà sau khi tốt nghiệp rồi nhất định phải đọc cho hết kinh Trung Bộ, mà không phải đọc một lần mà đọc nhiều lần, mà nghiên cứu thẩm thấu, mà không phải Trung Bộ không tới Trường Bộ, Tăng Chi tương ưng cái gì nữa, cái điều đó mới là thành công. Nhưng phải học xong lấy đủ điểm rồi ha, mỹ mãn rồi, thoải mái rồi xong rồi việc làm đã làm xong, không còn trở lui Học viện Phật giáo Việt Nam này nữa. Không đó, nhưng mà cho nên cái mục tiêu chúng ta đây chỉ là cái mục tiêu một và mục tiêu hai thôi, tức là giúp cho quý vị biết tư duy, biết suy nghĩ, biết đặt vấn đề. Đừng có đọc kinh trong theo cái xu hướng là cứ nhắm mắt tin càng. Nhà Phật đó có tín nhưng mà phải có tuệ nữa mới cân bằng. Tín căn và tuệ căn, tín tấn niệm định huệ năm căn đã tạo năm sức mạnh. Tín tấn niệm định huệ mì lực, tín lực tấn lực niệm lực định lực huệ lực, cho nên giúp cho quý vị có niềm tin là điều kiện cần nhưng không phải là đủ. Phải điều kiện đủ là có tuệ, tuệ căn phát triển thành tuệ lực. Cho nên học ra cái mục tiêu thứ hai là giúp cho quý vị phải có tư duy. Chúng ta trở lại vấn đề, cho rằng Đức Phật là có nhất thiết trí, nhưng mà cái nội hàm của nhất thiết trí trong Đại Thừa không giải thích gì hết, chỉ nói nhất thiết trí là biết hết tất cả, nhất thiết kiến là thấy hết tất cả. Phần lớn kinh điển Đại Thừa mô tả là vậy. Vì sao? Bởi vì thấy trí tuệ Đức Phật nó siêu việt quá. Dĩ nhiên nếu chúng ta học một số kinh như là Đại Kinh Sư Tử Hống nói về thập lực của Đức Phật thì quả thật cái trí tuệ Đức Phật là siêu việt. Mà Đại Thừa sau này nâng lên thập bát bất cộng pháp, 18 pháp bất cộng nữa. Như vậy thì từ 10 cái trí tuệ mà siêu việt, hay là 10 cái trí lực của Đức Phật siêu việt quá đi. Trong những khóa trước Sư Hoàng đã giảng bài kinh này, đối chiếu với bản Hán Văn nữa, thì thấy rằng là quả thật trí tuệ Đức Phật siêu việt quá. Từ đó chúng ta tôn sùng Đức Phật là Đức Phật nhất thiết trí. Ở đây bài kinh này thì Đức Phật, quan điểm của Đức Phật như thế nào về vấn đề nhất thiết trí hay là nhất thiết kiến? Thưa quý vị, có một thời gian có một số vị mình tạm gọi là tôn sư, tức là về một số vị đạo sư của truyền thống Phật giáo Tạng qua Việt Nam, tăng ni Phật tử Việt Nam mình là xưng là đấng toàn trí. Quý vị có thấy rằng là nó quá đúng không? Rồi Phật giáo Tây Tạng nhiều khi nói là ngày này là hóa thân của ngài Kiều Trần Như. Ngày xưa thì mượn hình ảnh của chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát của Đại Thừa. Nó hóa thân nói gì? Tức là tinh thần Bồ Tát của Đại Thừa là nguyện tái sinh vào lục đạo để hóa độ. Cho nên vị này là hóa thân của ngài Văn Thù, vị này hóa thân Phổ Hiền, vị này hóa thân của Quan Âm,
vị này hóa thân của Di Đà, vị này hóa thân của Phật Di Lặc, vân vân và vân vân. Sau này mượn ra cái hình ảnh cho các tôn giả thờ Phật, vị này là hậu thân của tôn giả Kiều Trần Như. Mấy cái điều này mình tu không có phê bình nặng nề, nhưng nó sai ghê lắm quý vị. Nào là hậu thân, thấy ông sư tầm bình thường vậy, các bậc thánh vô ngã đắc đạo chứng quả A La Hán vô sanh rồi, đâu mà coi như lình sành làng sàng. Thậm chí ta nói một ngày ăn năm bữa, ăn một ngày năm bữa lên rồi mà còn rồi còn ăn mặn nữa, mà nói là hậu thân của tôn giả Kiều Trần Như, giống nghĩa thế. Mình thì cũng mơ, mình cũng sợ cái tâm mình nó phát sinh ra cái tâm mà nó đi quá đà thì nó cũng không được, cho nên mình im, mình nhắm mắt im lặng cho nó rồi. Nhưng mà đây chia sẻ cho huynh đệ Tăng Ni Phật tử để hiểu được vấn đề này. Mấy những cái học thuyết đó là mình kính nhi viễn chi, thấy xa có muốn cung kính rồi thôi mình chấp tay rồi mình lo chuyện của chúng ta đi. Cho nên quý vị cứ nghĩ rằng là học xong 4 năm này có được cái chánh tri kiến đúng đắn, nhìn nhận sự vật hiện tượng đúng bản chất của nó, không bị thiên lệch sai vậy. Dù cho người ta tuyên thuyết kiểu gì, người ta quảng cáo kiểu gì, thời đại này quảng cáo ghê gớm luôn, sức mạnh của ảnh hưởng, sức mạnh của quảng cáo nó trở thành một môn luôn. Đối với cái kinh doanh mà thiếu quảng cáo là thiếu đi, gọi là không giới thiệu là cái sản phẩm mình đến khách hàng được. Cho nên cái môn mà quảng cáo nó trở thành là một phần của kinh doanh, thậm chí ta bỏ tiền ra trước là tí này tí kia để mà ta quảng cáo, đến khi mà khách hàng nó ăn quen cái món này, nó nhìn quen món này, nó thấy quen món này rồi là nó theo. Giống như quý vị thường lên Facebook rồi ha, là một ngày quý vị phải ăn thực phẩm Facebook, mở hết học xong rồi mà học xong rồi cái này là đầu là mở Facebook thì có cái gì chí nữa. Rồi tới trưa là lướt web, coi Facebook chuyện này chuyện kia, rồi đầu giờ chiều Facebook này chuyện kia, đương làm cái nhớ Facebook mở ra coi chuyện này chuyện kia. Tối Facebook nó trở thành là một cái thói quen, một thực phẩm, một thức ăn. Nhưng mà nếu quý vị thích nghe pháp là cứ mở nghe pháp mà nghe. Nếu quý vị muốn là cũng coi Facebook, nhưng mà Facebook Phật pháp thì cũng được đấy, còn mấy Facebook tào lao không. Thời đại này như sư Hoàng nghe nói, mấy cái người mà bán đồng gì đó hi-fi á, nam giả nữ, nữ giả nam, đồ khoe hình trên mạng đồ là được nhiều người theo dõi lắm, toàn triệu triệu không à. Còn mấy thầy mà giảng pháp kinh văn được mấy người theo dõi, cái này là sư Hoàng nghe một số thầy nói lại chứ sư Hoàng cũng không rành. Dựa thống kê này là trên cái quan điểm của chúng sinh là thích những cái tục lụy trần gian điên đảo, nên chúng ta đừng có tham gia mấy cái trò chơi này nữa, trò chơi hết đó quý vị. Cho nên ở đây nói rằng là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến. Khi Đức Như Lai đi đứng ngủ hay thức, cái tri kiến ấy luôn tồn tại được liên tục. Vấn đề cái chỗ vấn đề đây là đặt ra hai vấn đề: một là có nhất thiết trí, nhất thiết kiến hay không; hai là cái nhất thiết trí và nhất thiết kiến ấy nó luôn luôn tồn tại và liên tục hay không. Đây là hai vấn đề mà chúng ta phải cần mổ xẻ. Thì Đức Như Lai Thế Tôn nói như thế nào? Này Vách Cha, tức là nói tắt đó, thế thì Vách Cha của ta, những ai nói như sau: Sa Môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến. Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Thì đấy là họ nói về ta như thế nào? Không đúng với điều đã được nói. Họ đã vu khống ta với điều không thực, hư ngụy. Phải giải thích như thế nào? Và Thế Tôn, chúng con mới nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói. Chúng con không vu khống Thế Tôn với điều không thực,
chúng con mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp. Và không một đồng pháp hành nào nói về, nói là đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. Tức là ông đặt vấn đề nói như thế này cho đúng, để không vu khống Đức Thế Tôn, để không nói sai sự thật về Đức Thế Tôn, và để các vị đồng phạm hạnh, những người đi trên một cái, người cùng quan điểm, người sống chung một cái trú xứ, người tu tập trong một truyền thống tôn giáo, thì không có quở trách, bởi vì cái quan điểm này được rõ ràng, chứ không phải người A nói khác, người B nói khác. Cho nên thứ thời kỳ Đức Phật Lục Hòa là nền tảng của đời sống tu học, trong đó có gì thưa quý vị? Kiến hòa đồng giải, tức là nhận thức phải được chia sẻ cho nhau để có cùng một cái nhìn. Cho nên thưa quý vị, chúng ta phải, cho nên phải có cùng một cái gọi là hệ quy chiếu. Cái thuật ngữ ngày nay ta hay nói cái hệ quy chiếu đó. Ví dụ như chúng ta có cùng một hệ quy chiếu là Phật giáo, cho nên chúng ta tin tưởng vào nhiều nghiệp báo, nhân quả, không tin vào Thượng Đế. Mặc dù có ông Chúa Trời, nhưng mà ông Chúa Trời không phải là ban phước giáng hỏa, không có quyền tạo nên sự sống chúng ta và bị đặt chúng ta xuống địa ngục hay đưa chúng ta lên thiên đường. Ít ra chúng ta được có cái hệ quy chiếu này, đúng không? Chứ nói không, chúng con không cần học đâu, chúng con cứ về lạy Phật thôi. Là Phật ban cho con trí huệ, là ông thầy ông chấm khi tới bài con là ông mù mắt, ông không thấy, ông có cho điểm cao. Đâu được, chúng ta không có hệ quy chiếu này, mà chúng ta có hệ quy chiếu là tin tưởng vào sự nỗ lực của mỗi người. Phật đã thành, nhưng chúng ta là Phật sẽ thành. Dù cho nguyên thủy hay gì đại thừa cũng có một cái hệ quy chiếu này, dựa vào sự nỗ lực của mọi người đạt đến những cái mục đích mà chúng ta muốn đạt đến. Muốn học, muốn đổ thì phải học, muốn chứng đắc là phải tu tập, muốn sống yên ổn thì phải hòa nhã, sống lục hòa cận trụ. Giờ chúng ta sống không ra gì, cứ chống đối người khác đủ chuyện hết rồi, bảo làm sao người ta là thương yêu đùm bọc che chở cho mình được. Đó, nên sự thật là mấy thầy cô bỏ đời đi vô đạo là phải tập bỏ bản ngã mình lắm mới sống được hòa thuận với anh em, thưa quý vị, mới sống được cái sự tạo nên sự an lạc nhẹ nhàng. Ở đời nếu không tu, không biết pháp tu thì khó sống an vui. Nhưng mà đã đi tu ở đời không, nếu không có biết pháp tu thì khó sống an vui. Nhưng mà biết pháp tu mà sai nguyên tắc, tức là không biết pháp, đúng ra là biết pháp mà không biết tới nơi tới chốn, thì càng thì lại càng khó sống an vui. Đây là lời của một vị tổ nói. Ở đời mà không biết tu á thì khó sống an vui rồi, nhưng biết tu mà sai pháp thì lại càng khó sống an vui. Đừng có tưởng rằng đi vô chùa là được an vui hạnh phúc hết, không có đâu. Bởi vì cái câu sau mới là câu một cũng là đúng rồi. Ở đời nếu không tu thì khó sống an vui hạnh phúc, nhưng mà đi vô tu mà không biết pháp tu thì lại càng khó sống an vui hạnh phúc nữa. Cho nên trong trường hợp đó, ở chùa nhiều người đau khổ lắm á, đau khổ tràn ngập, bởi vì không biết pháp tu, gọi là sai pháp. Cho nên huynh đệ chúng ta có đừng nghĩ rằng đi vô chùa được an vui hạnh phúc, không có. Quan trọng là biết pháp tu hay không, chứ không phải vô chùa hay là ở đời. Dĩ nhiên ở đời mà không biết tu là đã là khó sống an vui hạnh phúc rồi, mà đi vô chùa mà sống không đúng pháp hay là sai pháp tu thì lại càng khó an vui hạnh phúc nữa. Nên quý vị nhớ được cái nguyên tắc này, đừng có ảo tưởng hóa, thần tượng hóa. Nhiều thầy cô, nhiều cư sĩ muốn đi tu ghê lắm, đi vô chùa 3 ngày dội không biết đi đâu nữa. Thật ra có biết pháp tu đâu, tại vì vô chùa là lối ra, mà vô chùa là tới vô đó là hết rồi, không còn exit nữa, không còn lối thoát nữa.
điều này là tăng ni và Phật tử, nhất là Phật tử từ xa đây, nhiều người có cái ý tưởng đi xuất gia lắm, tốt. Lý tưởng xả tục tầm chơn tốt, lý tưởng phụng sự nhân sinh tốt, lý tưởng giải thoát giác ngộ tốt, nhưng mà phải biết phương pháp. Như chúng ta học bài kinh, ví dụ con rắn rồi đó, đi bắt rắn là tốt rồi đó, nhưng không biết bắt rắn nó lạng hoạng là cắn mình chết. Bắt rắn là tốt rồi, có ý niệm bắt rắn là tốt rồi, nhưng mà không biết bắt thì nó cắn mình chết. Tương tự tất cả những gì được ghi trong kinh điển cũng vậy, phải biết cách vận dụng. Bài kinh ví dụ con rắn là một bài kinh rất hay, phải biết cách vận dụng. Đâu phải có chiếc bè là qua sông được. Quý vị thấy nhiều người con leo lên chiếc bè mà cứ chèo là nó cứ xi quăng tại chỗ không? Nó xi quăng không? Không qua được, chứ không phải là sư. Rõ ràng cái này là sư không phải là người chèo đò, mà sư nhìn. Sư nhìn trong phim, trong ảnh này nọ, sư thấy rõ ràng là người không biết cái chèo, cứ chèo lòng quăng. Và cuối cùng là sao? Thiền lọt. Thiền lọt mình không biết bơi thì sao? Chìm chết. Không phải rằng là cứ leo lên được chiếc thuyền là được yên ổn đâu. Giáo pháp của Phật như chiếc bè, như chiếc thuyền để qua sông, nhưng mà đối với người trí, người biết sử dụng, không biết sử dụng, không ăn thua gì, vẫn lật ngược xuống và đành chúng ta chết, chết chìm giữa sông. Đấy, chẳng phải nó là ngoan đâu. Học 4 năm cử nhân là cái gì? Trở lại, chúng ta học 4 năm là cái gì? Sư Hoàng nói lại là 40 năm, tức là gấp 10 lần. Chưa chắc, đừng có nói rằng là 4 năm. 40 năm chưa chắc là thâm hiểu lời Phật và ứng dụng lời Phật vào trong cuộc sống được. Nếu chúng ta không phải là người có trí, không phải là người mà tỉnh táo, không phải là người mà có cái sự hiểu biết chín chắn, mà phải cái sự chuyển hóa như mặt. Cho nên đây Đức Thế Tôn nói, thưa quý vị, Đức Thế Tôn dạy lại cái cách trả lời. Ông phải giải thích như sau. Nếu có người hỏi như vậy thì phải giải thích như thế nào? Sa môn Gotama là bậc có tam minh. Đức Phật khẳng định ngài có tam minh. Nói Đức Thế Tôn có tam minh là đúng nhất. Để đừng có nói như có nhất thiết kiến, nhất thiết trí. Nói Đức Thế Tôn có tam minh thì này Vát Cha, ông mới là người nói về Thế Tôn đúng với điều được nói, mới không vu khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp. Vì tùy pháp tức là gì? Nương theo giáo pháp mà hành trì gọi là tùy pháp. Như quý vị đây là cũng người tùy pháp đó. Sư biết chắc rằng là một số Phật tử sau khi đi học xong rồi có sự thay đổi. Viết trong cái bài kinh Tư Lượng đó, nhận thức đó, sau đó kể cuộc đời của con gặp giáo pháp cho nên con có sự thay đổi ABCD. Viết rất cảm động thưa quý vị. Phần lớn cư sĩ viết cái phần này thấy là có một số vị biết vận dụng được. Rồi một số vị nói rằng con vận dụng vô trong công ty, đối đãi khách hàng, nhân dân. Biết thấy rằng 16 ác pháp, ác bất thiện pháp này nó tổn hại cho mình và tổn hại cho người, cho nên nó là mình thường răng đe coi ngó tâm mình để 16 ác pháp này nó không sanh khởi, và đồng thời biết vận dụng để mình cách sống hòa nhã tốt đẹp với khách hàng, với sếp, với công nhân, vân vân. Cái này là ứng dụng được. Cái đó là ứng dụng được á. Cho nên cũng với cái câu đó, nhưng mà nhiều người tới được 12 điểm. Viết tròn trịnh chữ đẹp rồi nữa, không sai chính tả nữa, 12 rưỡi. Quý huynh đệ tăng ni về, khi mà có thời gian nhờ về luyện chữ lại đi. Viết lâu lâu đó cũng là cái tâm cẩu thả. Tâm cẩu thả này nó dẫn đến cái tâm phóng dật. Cho nên quý vị viết chữ phải cho nghe ngắn, đâu đó rõ ràng. Cái đấy cũng là phương pháp tập cho tâm mình có chánh niệm và phát triển định. Trong truyền thống quốc sĩ có một vị tôn đúc, tức là trưởng lão Giác Tịnh. Ngài huấn luyện đệ tử
vô à, thay vì bảo gì niệm Phật ngài không kêu niệm Phật, bảo ngồi thiền ngài cũng kêu ngồi thiền. Lúc mới vô mà ngài đưa cuốn kinh, cuốn vở, cây viết, vì biểu là con chép hết cuốn kinh này cho thầy, mà chép chữ cho đẹp, viết chậm rãi, không có gấp gáp, viết chậm rãi, huấn luyện như thế thưa quý vị. Bà ngài là một trong những vị mà tịch để lại xá lợi là nhiều nhất. Xá lợi lúc bây giờ tức là chết rồi thiêu mà dù cho mấy ngàn độ nó cũng không chịu cháy ra, rồi nó để lại những cái hình thù hết sức đặc biệt nè. Rồi giống như cái những viên ngọc ánh, ông ánh á, rất nhiều, giống như biết hình đá. Mà ngài sống khi mà còn trẻ là cũng ngài như thế, và ngài dạy đệ tử như vậy. Sau này mình đã biết ra đó là ngài huấn luyện tâm đệ tử này an trong lời kinh, đã định. Bao giờ theo vô hơi thở nó đâu làm nổi, hít thở mình không kiểm soát được, nó vô nó ngầu ngủ không, nó không hiểu được tầm quan trọng của hít thở, tầm quan trọng hơi thở, vô ngủ không thôi chịu thua. Đây bằng cái cụ thể đây, chép kinh mà chép cho đẹp, hết cuốn này chép lại, thuộc rồi cũng chép lại, huấn luyện. Cái đó là suy nghĩ cũng là một cái phương pháp huấn luyện hay. Có một thời gian nữa khi mới vô tu, mấy thầy khất sĩ cũng có nhiều phương pháp huấn luyện cũng ghê lắm. Mà sau này đọc tự truyện của ngài Thánh Nghiêm rồi mình mới thông cảm, bảo rằng cái đống gỗ này cũng dò qua, dò xuống nhà bếp, dò vừa xong cái mấy ngày sau cái sự bưng ngôi ngôi công việc thấy tranh rảnh rồi á, không còn dò ra cái khu vườn sau, dò đi dò lại là 4-5 lần mà ông đệ tử mà ông không kham nhẫn, ông không có chịu gọi là huấn luyện cái tâm ông á, là ông tu cũng được. Cho nên cái hạnh nhẫn hay là kham nhẫn là một cái hạnh vô cùng quan trọng đối với người tu. Thì sau này mình mới kham nhẫn được nóng lạnh được, kham nhẫn được ruồi muỗi được, kham nhẫn phí bán được. Chứ giờ mình không có kham nhẫn với công việc hàng ngày thì làm sao chúng ta kham nhẫn đến các cái điều mà nó khó khăn hơn. Đọc tự truyện của ngài Thánh Nghiêm là mình đã phục ngài Đông Sơ. Đông Sơ là thầy của ngài Thánh Nghiêm. Đọc tự truyện ngài hay quá thưa quý vị. Ngài nói hôm nay là dân học giả, dân tri thức, từ quân đội ra mà ngài giống như vốn là CIA hay là nó phụ trách một khu mà rất có chữ nghĩa, làm báo chí đủ hết, dân tri thức, cho nên được giờ lên nhà khách con, lên đây nó xứng với mày hơn, lên đây mở giờ lên, mở con buổi hay buổi gì, nhìn cái tướng của con là không có đủ phước đức ở trên này được, giờ xuống nhà bếp lại. Giờ đi giờ lại là 5-7 lần mà ngài Thánh Nghiêm cứ vẫn cúc cung tận tụy, thầy bảo sao làm vậy. Mà trong cái ngầm ý đó để tập cho cái người học trò sự kham nhẫn, tập cho người học trò phải có sự chịu đựng, tập cho người học trò phải huấn luyện tâm của mình, phải thuận theo ý thầy. Nếu đã tôn trọng thầy là thầy, là phải thuận theo, sau này mới dạy các pháp cao thượng được. Đưa lên đưa xuống, như nếu chúng ta nói sao mấy thầy không tính toán gì hết, mất thời giờ. Ta mục tiêu là ta huấn luyện đệ tử chứ đâu phải là cái chuyện thời giờ hay là công việc trước mắt. Có cái viên gạch ở nhà bếp, viên gạch nhà bếp, nó mất một cái viên gạch ở chỗ đó. Ngày bảo ngày Thích Nghiêm đi tìm, đi hết tất cả các cái tiệm mà chế tạo gạch đó, đi tìm viên gạch đó về lót lại ra cho tôi, cho tiền thì ít thôi, ví dụ 100 ngàn thì cho 50 ngàn thôi, 50 ngàn là để đi xin xe. Nên mà cuộc đời này nó phỉ bán, nó phỉ nhổ, mình phải năn nỉ cuộc đời này để tập cái tâm khiêm hạ. Chứ giờ mình nó đi 100 ngàn cho 150 ngàn thôi, ông thầy này là chưa biết cách huấn luyện đệ tử, cho 50 ngàn thôi, đọc đi xin xe cùng đường hết để tập cái tâm hạnh khiêm cung đối với cuộc sống này.
đi cung trời cuối đất hết, làm gì có cái miếng gạch nào mà cách đây mười mấy năm về trước nó giống cái loại này loại này. Mỗi lần ra là mỗi lần khác rồi. Đi đã rồi, con ngồi xuống gì một ngày nọ bạch là sư phụ, con đã đi là mỗi gối trùng chân là mệt mỏi luôn rồi, đi khắp nơi là từ Nam sang Bắc đi đủ thứ hết rồi mà không tìm ra miếng gạch này. Ông cười khá lên. Ông vô phòng ổng á, ngài đồng sơ lấy miếng gạch ra. Đây, miếng gạch con cần đây. Như vậy nói, ông thầy này làm cái chuyện vớ vẩn, làm chuyện dư công. Cách đào tạo của những người thầy tìm ra những đệ tử mà chân truyền có hạnh tu kham nhẫn với cuộc đời này phải huấn luyện. Chú đọc cái câu chuyện đó, sư phục quá chừng phục. Đọc mà nhiều khi mình cười, mình cười vui ha hả, mà đôi những chỗ mình mà cảm động mà mới chảy nước mắt. Câu chuyện quá thật là thành công, tự truyện của ngài Thánh Nghiêm. Nên huynh đệ tăng ni chúng ta tránh tránh đọc mấy tự truyện của Thánh Tăng để tăng trưởng cái tâm đạo của mình. Cho nên mấy chuyện mà mình mà huấn luyện thầy á, ông huấn luyện quý vị nhớ là mình là được cái duyên làm trò là ông thầy, ông không huấn luyện. Nếu mình không phải là bậc thượng nhân, ông phải là bậc chân cơ lớn thì thôi ông cho quảng bên làm ba việc lẹt vẹt hết cuộc đời. Còn nếu mà tìm ra những người đệ tử xuất sắc mới kham nhẫn được những việc đáng kham nhẫn, hoặc là cuộc thế gian không kham nhẫn được. Nên đừng có, quý vị đừng có nói bức xúc nha. Tu không có bức xúc. Dĩ nhiên có bức xúc trong lòng, nhưng phải biết hóa giải nó. Đừng có để bức xúc nó trào lên miệng sân si là biết là thua rồi, biết mình bại trận rồi. Mà nói về chuyện đông tay kim cổ, quý vị nghe chút xíu thôi. Ở đây Đức Thế Tôn nói, ai muốn nói đúng về ngài là nói về ngài cả Tam Minh. Tam Minh là gì? Một là Túc Mạng Minh, hai là Thiên Nhãn Minh, ba là gì? Lậu Tận Minh. Để sư giảng hết cái bài này rồi có thời giờ sư đảo lại một lần nữa. Vậy giống như là mình mà kỳ vậy chứ, kỳ qua một lần rồi nếu có thời giờ mình mới còn bừa ra chứ. Cho nên ta gọi là kỳ bừa đó, tơ ra. Cho nên giảng hết qua một lần để đủ thời gian. Như vậy Đức Phật nói, nếu ai nói về ngài đúng là phải nói về ngài cái đủ Tam Minh. Một là Túc Mạng Minh. Cho nên ngài nói, này vách cha, khi nào ta muốn ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ. Quý vị nhớ chữ là khi nào ta muốn. Cái chỗ này nè, điều kiện con nè, khi nào ngài muốn, chứ không phải là lúc nào những cái chuyện quá khứ là nó hiện hiện trước mắt của ngài đâu. Ngài để cái tâm của ngài để thấy được cái thực tượng thực tại của các pháp chứ. Cho nên khi nào ngài muốn thì ngài mới nhớ đến nhiều đời sống quá khứ. Như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời. Như lúc ngài đương nhớ đến một đời, ngài có nhớ đời thứ 10 không? Không. Ngài đương nhớ đời thứ 2, ngài có nhớ là thứ 100 không? Không. Cho nên khi nào ngài muốn, ngài sử dụng cái tâm của ngài. Cái chỗ này là Tam Minh này, nó khác với nhất thiết trí. Nhất thiết kiến người ta cứ cho rằng là Đức Phật là một cái là biết hết, là 100.000 đời. Không, để Đức Phật nói là khi ngài muốn thì ngài hướng cái tâm của ngài. Một đời thì biết một đời, hai đời ngài tiếp tục đưa cái tâm qua cái lộ trình, tâm bắt đầu hướng đến kiếp thứ 2, kiếp thứ 3, đến 100.000 kiếp cũng được nữa. Cho nên nói hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1.000 đời, thậm chí 100.000 đời, thì nhiều quải kiếp, nhiều thành kiếp. Trái đất này đương trong giai đoạn gì thưa quý vị? Thành kiếp thôi chứ chưa phải hỏi đâu, còn lâu lắm. Kêu than đủ hết vậy thôi chứ sự thật là Đức Phật nói chưa đâu. Đức Phật Di Lặc còn ra đời, trái đất này nó mới tan lực. Nhưng mà quả thật thì mình thấy con người bắt đầu thông minh ra, thấy được sự nguy hiểm của nó, bắt đầu là hạn chế sa thải những khí mà nó làm tổn hại vùng ozone, trồng cây xanh nhiều, vân 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 vân. Bắt đầu là trái đất mình đã thay đổi. Chưa đâu.
Cho nên nhưng mà đối với nhân loại ta thấy được cái sự nguy hại của nó, người ta kêu la làng lên như vậy để mọi người chung tay góp sức là tốt. Dĩ nhiên mà mình chưa nói đến là cái nguyên cái nghiệp lực của chúng sinh một ngày nào nó cứ chơi toàn là điện tử xuyên lục địa, bom nguyên tử chứ. Thì thôi nó thả riết là thôi, trái đất này cũng tiêu tan thôi. Cho nên nó vô thường là vậy, khó nói. Nhưng mà nếu nó sự vận hành bình thường thì trái đất này có nó cũng có già cái trẻ, nó có trẻ cái già. Trái đất này chưa phải là cái tuổi thọ đến giai đoạn là già mà chết. Nhưng mà nói tới cái chuyện vô thường nó là khó nói lắm, nếu tính đến sự vận hành thì chưa. Cho nên nhiều ngoại kiếp, nhiều thành kiếp, ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này. Đại khái là cũng vậy. Tức là nhớ về bản thân mình, túc mạng minh là nhớ về bản thân mình. Một kiếp đến trăm ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hội kiếp, tức là nhớ về bản thân mình, chứ không phải nhớ về thầy Minh An, thầy Minh Huy, thầy Minh Nhật, thầy Minh Tánh, thầy Huệ Tâm, Phật tử Tịnh Vinh, không phải vậy. Cho nên túc mạng minh là nhớ về bản thân mình. Thứ hai là thiên nhãn minh, cũng với nội dung đó, nhưng mà hướng tâm ra đối tượng khác, tức là người khác. Tên này vết này vết cha, nếu ta muốn với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân. Còn chúng ta đương có gì thưa quý vị? Ngài nói với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, còn chúng ta đối với lớp học đào tạo từ xa 4 của chúng ta, với nhục nhãn gì đây? Với nhục nhãn ô nhiễm. Ủa, ngài thì với thiên nhãn thuần tịnh thì chúng ta chắc là ngược lại rồi, với nhục nhãn ô nhiễm rồi. Mà quý vị ấy, mình giờ mình nói nhưng mà thì mình không buồn, chứ lúc bình thường mình nói ồ này anh có nhục nhãn ô nhiễm là buồn ghê lắm á, này thầy Pháp An thầy có nhục nhãn ô nhiễm là buồn ghê lắm, phải không? Sự thật chúng ta đâu có nhục nhãn thanh tịnh đâu. Chừng nào mà chúng ta mà mở mắt chào đời, nhìn thấy được thực tướng dạng pháp đó, là bắt đầu là pháp nhãn ly trần, là con mắt này là mắt pháp chứ không phải nhục nữa, mà bắt đầu nó rớt bớt bụi rồi. Còn bây giờ chúng ta là mắt nhậm mà bụi đầy hết rồi, mở nhìn không có thấy rõ đâu, thấy như mờ mờ à, đúng không? Nhiều gì nhắm nghiền luôn. Cái nữa, cho nên chừng nào chúng ta có được pháp nhãn mà thanh tịnh ly trần á, thì đúng rồi, bắt đầu vô được sơ quả. Cho nên Đức Phật thì với thuần nhãn thanh tịnh, thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sinh. Ta không phải là của một người mà của chúng sinh luôn. Nếu dùng cái tâm này hướng đến chúng sinh, thấy hết mọi người đây, và thấy từng người một, người hai, người ba, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Mấy câu này hay không thưa quý vị? Tất cả hạng người trên thế gian đều do hạnh nghiệp của họ, chứ không phải do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ban, không phải do Đức Phật A Di Đà cứu độ, không phải do Đức Phật A Xúc Bệ Phật là tạo nên. Không có, không có vị Phật nào tạo nên hết á. Đều do hạnh nghiệp của họ. Ta nghĩ rằng thật sự những chúng sinh này thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những hạnh về lời nói, thành tựu những hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh. Ở đây có một chúng ta lưu ý một số điểm cái bất thiện nè. Tức ba ác hạnh liên hệ đến thân câu ý, rồi phỉ báng bậc thánh nữa, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Chúng ta có thể bỏ ác, nhưng mà nói tà kiến lạng hoạn là chúng ta vẫn còn. Cho nên thập thiện nghiệp đạo, cái chi pháp cuối cùng khó nhất mà quý vị sẽ học trong phần đạo đức học Phật giáo, đó là phần tà kiến. Cái phần chi pháp cuối cùng không phải là si mê. Si mê cho đến chúng ta bây giờ là còn si mê, nhưng tà kiến mong rằng chúng ta khỏi tà kiến thôi. Cho nên cái mục tiêu
của thập thiện là loại trừ cái tà kiến, chứ không phải là loại trừ si mê. Làm sao si mê hết được? Quý vị đừng tu cư sĩ mà sao bỏ si mê? Si mê là nó gần như nó bao trùm, mà vấn đề là gì thì mỏng thôi. Nhưng mà tà kiến là chúng ta phải dứt khoát, phải đoạn trừ, phải loại bỏ. Thì tới cái phần mà sau này học tới phần đạo đức học, nói về thập thiện nghiệp đạo, thì sư sẽ phân loại cái tà kiến như thế nào. Chứ không phải nói giờ chúng ta, quý vị còn tà kiến không? Phần lớn thì giống như cũng còn, nhưng mà còn ít lại. Nó chết rồi giờ khỏi cần đi, khỏi cần tu hết á. Mình làm người rồi, chết thế nào cũng tái sinh làm người. Nói tu cứ một chi cho mệt, chết là hết. Trả về cho đất nước giáo lửa là hết. Quan điểm này cũng đoạn, thuộc đoạn kiến, cũng thuộc xếp vào loại tà kiến thưa quý vị. Cho nên nó nhiều loại tà kiến lắm, mà quý vị đọc các bài đối thoại của Đức Phật với ngoại đạo thì Đức Phật gọt rửa dần dần những cái tà kiến ngoại đạo, thì tự vận dụng vào trong đối với bản thân chúng ta. Như vậy thì những vị phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi tu hồi mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, tức là tái sinh vào cái cảnh giới tương ứng với cái nghiệp thức của mình. Chẳng phải cảnh giới này cũng phải do Phật Bồ Tát gì tạo nên. Quý vị phải nhớ các cảnh giới này là tương ứng với nghiệp thức của chúng sinh, như là một quy luật khách quan thôi, chứ không phải là mình tạo nên. Còn những vị chúng sinh này thành tựu những thiện hạnh về thân, về lời nói, về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hội mạng chung được sanh lên cõi thiện thú thiên giới trên đời này, tức sanh lên hai cõi, một là cõi trời, hai là cõi người. Trên đời này tức là cõi người, trên cõi này cũng là cõi thiện, thiện nhưng mà thiện sống 1% thôi, còn 40% á giờ cái ác nghiệp của chúng sinh nó tái sinh nữa, nhưng mà nó có cái hướng thiện, nhưng mà vì do cái tập khí chủng tử cái ác nghiệp hơi bị nhiều, cho nên 40% đó nó cũng lẫn lộn với cái thiện này, cho nên sanh vào cõi người này là cũng là cõi thiện rồi đó, chứ không phải là không thiện đâu. Cho nên chúng ta cũng đừng có bi quan quá, cái cõi người này cũng là cái cõi được 60% thiện nhìn theo quan điểm của nhà Phật, nhưng mà cũng 40% kia là do chúng sinh họ cũng đã phát khởi tâm thiện, họ mới tái sinh được cõi người, nhưng mà do chủng tử tập khí giống chúng ta vậy, hướng về Phật, tu theo Phật, nhưng đâu phải là chúng ta đoạn trừ hết những tham sân si tập khí nghiệp chướng chúng ta của người phàm đâu. Cho nên thưa quý vị, ở đây Đức Phật nói, nếu Đức Phật muốn thì Đức Phật hướng cái tâm của Ngài để thấy rõ tất cả chúng sinh mà Đức Phật muốn kìa. Còn Đức Phật muốn thôi, không muốn Đức Phật sống thực tại, Đức Phật đương giảng pháp cho hội chúng này, thì Đức Phật vận dụng cái tâm và thánh trí của Ngài cho việc giảng pháp, chứ không phải Đức Phật là quán chiếu. Chừng nào Đức Phật muốn quán chiếu cho cái sư cô này, sư cô bận đồ nâu ngồi đầu bàn chẳng hạn, thì là sư cô là Ngài sẽ dừng lại một phút và sử dụng cái tâm định của Ngài, đưa cái tâm của Ngài hướng đến sư cô này, nhờ nhân gì, duyên gì, nghiệp gì mà kiếp này làm nữ, kiếp trước nhân hành sao, sinh ra dòng tộc ở đâu, làm nghiệp gì, vân vân và vân vân. Một đời đây là kiếp quá khứ, lui một chút xíu nữa thấy quá khứ kiếp trước nữa, lui một chút xíu nữa thậm chí thấy là 50 kiếp, 500 kiếp, 1000 kiếp, thấy từ cái thở xa xưa làm con bướm bướm chẳng hạn, bay trong cánh rừng rồi chẳng hạn, ví dụ vậy. Rồi một khởi niệm đầu tiên lúc bây giờ có một con chim nó bay tới đốp, đầu đớn khổ oán hận, từ đó đầu là giận cái con chim này, bắt đầu sanh ra cái quán kết nghiệp lực, tạo ra cái sự gặp ông thầy đó kiếp trước là con chim là bực mình khó chịu ví dụ như thế. Là Đức Phật thấy được chúng sinh trong vô lượng kiếp đã tạo nhân hành gì, thiện hay ác, tốt hay xấu. Và thứ ba, Đức Phật tuyên bố Ngài chứng đắc được gì? Lậu tận minh, tức là cái trí tuệ siêu việt mà trên nền tảng là đoạn trừ tất cả các lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu.
tức là những cái ô nhiễm là do cái tâm của mình phát sinh mà nó tương ứng với cõi dục, cho nên các ngài đã thoát khỏi cái này. Còn chúng ta còn không? Còn. Dục lậu vẫn còn. Hữu lậu còn không? Còn. Vô minh lậu còn không? Còn rất nhiều. Đối với tăng ni chúng ta thì bớt cái dục lậu, bớt vậy thôi, tức là chúng ta đương tìm cách thoát ra những nhiễm ô của dục. Cho nên chúng ta mới là cố gắng không có tình yêu, chúng ta không có vợ chồng, không? Chúng ta cũng bớt đi cái tham dục, ví dụ như thế. Nhưng mà những cái hình sắc âm thanh đẹp đẽ, mỹ miều, cái lời khen ngợi vân vân, phận thức. Rồi tới cái vô sắc giới là gì, hay là vô minh lậu, là cái vô minh không biết, nó mờ mịt mà nó cứ nó vận hành, nó bắt chúng ta làm nè một cách mà âm thầm lặng lẽ. Cái này là cái vô minh là khó lắm, cho nên quý vị phải chừng nào phải tu đoạn hết kiết sử phiền não. Cho nên nếu nói về Đức Phật, nói về nhất thiết trí, nhất thiết kiến, bởi vì ta nói nhất thiết trí là gì, ta biết hết trong một lúc, cái gì cũng biết hết. Nhưng Đức Phật nói không, chừng nào Đức Phật muốn thì Đức Phật sử dụng cái tâm này để quán chiếu, để thấy rõ. Một là túc mạng minh, thấy về mình. Trong khi thấy về mình, Đức Phật khi cần thiết thì Đức Phật dừng lại, thì Đức Phật đưa tâm của Ngài đến đối với chúng sinh khác là thiên nhận mình. Chứ trong một lúc Đức Phật không thể làm hết được, tại vì tâm được sử dụng đâu thì nó biết đó. Cho nên trong một sát na chỉ có một tâm sinh khởi thôi, theo nguyên lý. Khi tâm thiện phát sinh thì tâm ác chấm dứt, mà khi tâm ác trỗi lên thì tâm thiện chấm dứt. Nhưng mà nó sanh diệt nhanh quá trước sau, cho nên chúng ta có cảm giác rằng nó xuất hiện đồng thời, trên thực tế không bao giờ xuất hiện đồng thời hết. Cho nên nếu chúng ta giữ cái tâm mình liên tục thiện 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 thiện, thiện thì lúc giờ ác nó bị đè nén hoặc là bị đoạn trừ. Còn nếu chúng ta để tâm ác nhiều lần, lúc đầu nó sẽ phát ra nơi lời nói, biểu hiện nơi hành vi. Biểu hiện ra hành vi nhiều lần, nó trở thành là cái tính cách của chúng ta. Tính cách chúng ta không sửa, mình gọi là nghiệp đó. Thói quen đó là nghiệp đó. Rất thói quen. Cho nên nhà Phật chủ trương chúng ta có thể đoạn trừ nghiệp được. Chúng ta có thể chuyển nghiệp được. Như vậy Đức Phật nói, nếu muốn nói đúng về Ngài là phải nói Đức Phật ở tâm mình. Còn nhất thiết trí, mà nhất thiết trí mình hiểu rằng Đức Phật có nhất thiết trí như là trong một cái phạm vi là thiên nhãn minh đi. Nếu chúng ta định nghĩa chữ nhất thiết trí là khi Đức Phật muốn sử dụng cái tâm Ngài đối với tất cả chúng sinh thì biết hết thì được. Nhưng đây khi ta nói định nghĩa nhất thiết trí là biết hết mọi thứ, chuyện trên trời dưới biển, chuyện hóa học, chuyện vật lý, chuyện sinh học, chuyện toán học, cái gì cũng biết hết, Đức Phật phủ nhận. Mà nhất là nói là trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, ngủ hay là thức, cái tri kiến này nó luôn hiện hữu. Làm sao hiện hữu được khi mà ví dụ tâm của Ngài hướng về thầy Pháp An, để biết thầy Pháp An khi là biết khi nói về thầy là Ngài phải sử dụng tâm này để hướng về. Chứ bây giờ trong khi ngủ hoặc là trong khi Ngài nhập định, Ngài đâu có sử dụng tâm của Ngài về thầy Pháp An mà phát ma đỡ gì cái hình ảnh của thầy Pháp An ở trong tâm Ngài. Cho nên cái chỗ mà nhất thiết trí, nhất thiết trí trong kinh cũng là tán dương Đức Phật về cái trí tuệ Đức Phật là bất khả tư nghi, thì điều này chúng ta có thể tạm chấp nhận được. Nhưng đây thì hơi gọi là Đức Phật phải xác định rất rõ trong cái phạm vi nào chữ nhất thiết kiến, nhất thiết trí, gọi là cho nó tồn tại hiện hữu liên tục, không gián đoạn trong mọi thời là không đúng. Tại vì Đức Phật muốn sử dụng tâm nào, đương cái Ngài nhập định trên đời một sắc giới thì không thể là Ngài biết Ngài nhập định trên vô sắc giới được. Khi Ngài đương nhập định, Ngài không có quán chiếu được, cho nên buổi sáng Ngài khởi tâm đại bi, đầu Ngài mới phóng cái tầm tâm của Ngài ra, nó trùm khắp hết, rồi Ngài mới quán chiếu coi thử chúng sinh nào hôm nay được độ, thì lúc bây giờ Ngài quán chiếu thấy được nhân duyên người này đã chín mùi rồi, đáng được độ, và Đức Phật hôm nay đi độ người đó, và những người khác trở thành là thành phần phụ thôi. Cho nên Đức Phật độ đâu là được đó, độ đâu là được đó. Còn chúng ta thì sao? Độ nhiều mà không được bao nhiêu. Chúng ta độ nhiều mà không được bao nhiêu, đó là sự thật. Giảng pháp kinh văn cũng vậy, chúng ta giảng nhiều nhưng mà không được bao nhiêu người nghe.
Còn Đức Phật là giảng đúng với đối tượng, à giống như người khác vậy đó. Đức Phật đưa nước, đưa nước, nó không khác nữa thì giờ nó cần, nó đói thì Đức Phật cho cơm, à cho chúng là nó đương đói mà cho uống thì uống chút xíu thôi, đâu uống được nữa. Đó, cho nên Đức Phật khác với chúng ta là vậy. Cho nên ở đây tiếp tục chúng ta giảng như hết bài kinh. Và với sự giải thích Sa Môn Gotama là bậc có tâm minh, này Vách Cha, người ấy mới là người nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, mới không vu khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp. Tùy pháp tức là gì? Là hành theo. Chúng ta học kinh Phật để hành theo Phật. Sư Hoàng hy vọng rằng là anh em tăng ni và Phật tử học pháp rồi, giảm thiểu tham sân si, bớt đi những cái chuyện của thế gian, học xong rồi mà cũng còn đi kiện cáo rồi lúng túng hết rồi. Sư Hoàng thấy sao đi học 3 năm Phật, 4 năm Phật mà không có cái gì hết rồi hết trơn. Cái gì mình cũng từ từ mình giải quyết như thế nào, đi kiện cáo bức xúc rồi tùm lum tùm la hết, tạo ra sự nhiễu loạn. Cho nên mình phải tìm cách nào, mình phải điều phục con tâm mình trước, rồi để mình điều phục ổn định xã hội. Chứ sự hiện diện của mình đã góp phần làm cho xã hội được văn minh, góp phần làm xã hội được ổn định, chứ tại sao sự hiện diện của mình làm cho nó nhiễu loạn hơn, làm cho dân phòng trường nó lộn xộn hơn, làm cho lớp này lộn xộn hơn. Cho nên chúng ta không cần phải đóng góp gì lớn lao, mà quý vị chỉ cần đóng góp một phần nhỏ thôi làm cho sự ổn định, đó là đã góp phần cho xã hội, góp phần cho giáo hội rồi. Khi được nói vậy, du sĩ Vách Cha Quách Ta bạch Thế Tôn, tôn giả Gotama, có thể, đây là nội dung thứ hai, đây là nội dung thứ hai của bài kinh này, có thể vị tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi ta ngồi mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau. Bài kinh này đoạn sau nữa liên hệ đến những cái quan điểm lệch lạc của chúng ta lắm. Không cần tu gì nhiều, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, à rồi chết được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ, đi về Tây Phương tịnh độ. Cái chỗ này quý vị coi lại đi. Ở chỗ này nè, Đức Phật đặt ông cư sĩ Vách Cha, ông ngoại đạo du sĩ Vách Cha Quách Ta đặt vấn đề: có vị tại gia nào không đoạn trừ kiết sử không, khi còn sống một đời sống tại gia mà khi ta ngồi mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau không? Bình thường mình sống khổ đau, nói không mình ở cõi đau ráng, nhưng mà lên Tây Phương Cực Lạc là an lạc cực lạc, được không? Đúng được. Đức Phật nói: này Vách Cha, không có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi ta ngồi mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau. Hiện tại mà không đoạn tận khổ đau thì sau khi chết mang khổ đau đó tiếp tục hành hạ. Nếu trong hiện tại đã đoạn tận khổ đau an lạc thì sau khi chết tương ứng với an lạc, tương ứng với an lạc thì sanh về cảnh giới, có thể mình tạm gọi là cảnh giới chư thiên Bồ Tát Phật vậy đó, quý vị muốn. Nhưng bây giờ đời sống bình thường này khổ đau tràn ngập, về kia nó chết là hết, rồi mai mốt thì sanh về cái cõi và an vui. Phi, gọi là phi logic, phi nhân quả. Câu hỏi được đặt ra tiếp theo: tôn giả Gotama, có thể có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi ta ngồi mạng chung lại có thể sanh thiền? À, chưa đoạn trừ hết kiết sử, khi đời sống người cư sĩ tại gia mà có thể sanh thiền không? Được, tại vì đó là danh thiên, vẫn là cõi trời dục giới, sắc giới và sư giới, nó vẫn là chưa đoạn trừ hết kiết sử. Cảnh giới chư thiên là cảnh giới phước báu thù thắng, chứ không phải là cảnh giới đoạn trừ ô nhiễm. Phước báu thù thắng. Vậy thôi, giống như sanh qua châu Âu hoặc là sanh qua các nước mà nền văn minh cao, đó là phước báu thôi, chứ không hẳn là đoạn trừ hết cái nhiễm ô phiền não đâu. Tương tự sanh lên cõi trời là do phước báu thù thắng được tái sinh. Dĩ nhiên nó không phải, nó không bị, không tạo các cái ác nghiệp một cách nặng nề, mà tạo các cái thiện nghiệp, mình gọi là phước báu. Cho nên đây nói không phải chỉ 100, này Vách Cha, không phải 200, không phải 300, không phải 400, không phải 500, nhiều hơn nữa, tức là cái số không thể đếm được. Những người tại gia không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hồi mạng chung vẫn có thể sanh thiền, rất rõ ràng. Sanh thiên thôi chứ không phải nói rằng là hết khổ đâu. Sanh thiên thôi chứ không phải nói rằng là cảnh giới là trong sạch. Xin lỗi quý vị, trên đó ở các tứ sáu cõi trời dục giới vẫn có đủ trò ân ái yêu đương hết á.
rồi là sắc giới cũng có những cái tâm niệm nó liên hệ đến những cái dục tưởng. Nhiều cảnh giới là phải ân ái như cỡ người, nhiều cảnh giới ta chỉ nắm tay thôi, nhiều cảnh giới ta chỉ nhìn vô mắt thôi là thỏa mãn rồi. Nhưng mà đây cũng xuất phát từ cái dục hết, giống như nhiều nam nữ rồi ấy, nhiều anh chị không có nặng nề về cái dục mà chỉ cần là sống nhìn nhau trong sự âu yếm là thỏa mãn rồi, là cảm thấy hạnh phúc rồi. Thì tương tự cõi trời nó cũng có nhiều cái tầng bậc như vậy. Rồi tiếp tục theo cái câu hỏi tiếp theo: Tôn giả Gotama, cái hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi ta ngoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau? Tà mạng ngoại đạo đương khổ đau trong hiện kiếp, rồi sau khi ta ngoại mạng chung là hết. Đức Phật nói không có một tà mạng ngoại đạo nào sau khi ta ngoại mạng chung mà có thể diệt tận khổ đau. Không riêng gì tà mạng ngoại đạo mà tu sĩ Phật giáo cũng vậy. Nếu chúng ta chưa đoạn tận khổ đau thì dù cho chúng ta ở cõi ta bà này khổ thì không có cõi thiên đường niết bàn nào chứa đựng quý vị hết á. Nhiều Phật tử sống ở cõi nhân gian này tạo bao nhiêu ác nghiệp khổ đau tràn ngập, ráng niệm Đức Phật Di Đà để mà mốt về lên đó cõi tịnh độ chân như yên lặng không khổ đau nữa. Phi logic lắm thưa quý vị. À, cho nên cái bài kinh này nó có hai phần. Phần một nói về tam minh, phần thứ hai là nói những vấn đề mà quý vị đương vướng mắc này. Cho nên Đức Phật nói rằng là không có cái ngoại đạo nào. Hỏi tiếp: Tôn giả Gotama, cái hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân ngoại mạng chung có thể sanh thiên? Như vậy tà mạng ngoại đạo, nó liên hệ đến chữ tà mạng ngoại đạo đây, có thể sanh thiên không? Thì Đức Phật nói: Này Vách Cha, dầu cho ta có nhớ đến 91 kiếp, ta không biết một tà mạng, tức là ngài không thấy, chỉ trừ một vị. Vị này thuyết về nghiệp và thuyết về tác dụng của nghiệp. Cho nên những người mà tà mạng đã ngoại đạo rồi mà nuôi mạng sống của mình không chân chánh với ác tri kiến này, sau khi chết cũng không thể sanh thiên được. Cho nên sanh thiên là đúng ra phải hành được thập thiện, mà thập thiện là bỏ đi được cái tà kiến chứ không phải vô minh. Thập thiện nghiệp đạo, cái gì cuối cùng là tà kiến, không phải vô minh ngang. Câu hỏi này đưa vô trách nhiệm Hỏi quý vị là trong thập thiện nghiệp đạo, chi pháp cuối cùng là tà kiến vô minh. Quý vị nào mà lật ghi chữ vô minh đó là chết, đáng lẽ cho zero hết cái bài này. Để thuộc vào kiến thức căn bản. Cho nên khi mà sanh chư thiên là phải bớt đi những cái tà kiến. Cho nên cũng có cái tiêu chuẩn, họ chưa bớt, chưa đoạn trừ hết tất cả phiền não khổ đau, nhưng mà họ không có tà kiến. Nên mới được tiêu chuẩn sanh thiên. Cho nên cái chỗ này tà mạng ngoại đạo thì không. Nhưng mà ông này cũng có một ông, tuy là ông là bằng ngoại đạo nhưng mà ông thuyết về nghiệp, tức là ông nói về cái lộ trình nhân quả nghiệp và tác dụng của nghiệp, không? Cho nên tăng ni chúng ta mà chỉ còn mà học về nghiệp, nó có một tác phẩm của sự vận hành của nghiệp. Sư Hoàng nhớ một hai tiếng về vậy nè, hay lắm thưa quý vị, kể nhiều câu chuyện lắm, sự vận hành của nghiệp. Nhất thầy cô nào muốn giảng kinh thuyết pháp thì phải đọc cái câu cái tác phẩm này, đọc chuyên nhuyễn để mà nhớ được nhiều câu chuyện. Sư Hoàng đọc qua rồi nó cũng quên. Tên Bali nhiều quá đi, mình không có nhớ nổi hết. Mà nó nhớ tên tiếng Việt đó còn đôi khi còn quên nữa, huống gì nhớ tên Bali. Cái đó cái trí tuệ về cái nhớ kinh văn chúng ta nó hạn chế, giống như chúng ta nhớ người Việt cho nên đọc tên tiếng Việt nó dễ. Chúng ta không phải là người Ấn Độ nên đọc cái tên Bali á nó quên. Nhưng nếu chúng ta mà học thâm nhập rồi á thì nó sẽ nhớ. Đó. Như vậy sự việc là như vậy. Tôn giả Gotama, thờ ngoại đạo giới này là trống không đến vấn đề sanh thiên, tức là khẳng định rằng là đối với vấn đề sanh thiên là không dành cho những người ngoại đạo tà, ngoại đạo mà có ác tà kiến. Nhưng mà ngoại đạo mà ta gọi là những người không phải Phật pháp nhưng ta hiểu đúng vấn đề thì thưa quý vị, họ có sanh thiên được không? Được. Chúng ta phải khẳng định họ tu theo truyền thống nào cũng không quan trọng, nhưng họ không có tà kiến là họ vẫn sanh thiên được, chứ không phải là người tu theo Phật giáo mới sanh thiên nha. Chỗ này quý vị phải nhớ điều đó, đừng có tự tôn tự đại nói rằng chỉ tu theo Phật giáo. Biết bao nhiêu người tu theo Phật giáo chết đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la đây. Sự việc là như vậy. Này Vách Cha, thờ ngoại đạo giới này là trống không đến vấn đề sanh thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ ngoại đạo Vách Cha của ta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Chúng ta chấm dứt bài học ở đây, chúng ta nghỉ 15 phút.